Có một bạn viết comment hỏi thăm. Bạn này nói bạn nghe đồn ở Mỹ đó, chính phủ người ta có một cái chiến dịch đi bắt mấy cái người di dân lậu để trục xuất về. Câu trả lời đó là tin, đó là tin dịch. Trước tiên để Quốc giải thích cho bạn tại sao tin dịch, thì ở trước mặt trên cái màn hình mà các bạn nhìn thấy có một số người đàn ông, người ta đứng ở đây, ngay cái chỗ này là cái chỗ vật liệu xây dựng. Thì ở trên toàn nước Mỹ, trên thế giới, họ có cái tập đoàn này, họ có cái dạng cái những cái chỗ mà kinh doanh, cái shop mà để bán vật liệu xây dựng đó. Thì cách nay mấy tháng mình cũng có tới đây mình quay một lần rồi. Thì nhân dịp bạn này hỏi thì mình tiện mình đi ngang đây, thì mình vừa quay mà vừa làm cho cái bằng chứng cho bạn thấy luôn. Nếu mà thật sự mà chính phủ Mỹ mà họ có một cái chiến dịch đó, cần gì phải có cái chiến dịch. Họ đi tới những cái nơi vật liệu xây dựng này nè. Đó, các bạn thấy mấy cái người mà đứng dẫn lại đó, đó họ giơ tay đó, họ giơ tay họ xin việc đó. Thì mấy cái người này là mấy cái người di dân lậu các bạn, ở phần đông là ở Mỹ, ở bên Nam Mỹ, Trung Mỹ, họ đi đường bộ qua đây. Thì trong cái số mà mấy cái người này đi đường bộ qua đây đó, thì cũng có vài người Việt Nam. Mình không biết hồi xưa cách nay mười mấy năm thì mình đi nhậu, thì có một cái anh này, anh kể ảnh cũng vượt biên, ảnh là người Việt, ảnh đi qua bên Mexico và ảnh có đường dây, ảnh lội qua một cái con sông đó đi vô Mỹ đó. Còn cái chuyện mà có thật hay không thì mình không gành, nhưng mà thật sự mình nghe chính tay, mình nghe cái anh Việt Nam này ảnh kể. Thì cái anh này hiện tại ảnh sống ở đây cũng mấy chục năm, lậu cũng bình thường thôi, không có gì. Đó, thì các bạn thấy ngay chỗ ngón tay mình chỉ đây là cái vật liệu xây dựng. Thì quanh năm suốt tháng mấy người di dân lậu người ta đi tới những cái địa điểm như thế này trên toàn nước Mỹ, ở bên Canada. Người ta đứng, người ta xin việc làm. Nếu mà thật sự đó, nếu mà thật sự chính phủ mà người ta có cái chiến dịch đó, cần gì người ta phải làm gùm gộ. Người ta chỉ cần lái xe tới đây. Lái xe tới đây là người ta đã bắt được rồi. Mà trên toàn nước Mỹ là nó có dạng mấy cái quầy bán vật liệu xây dựng. Nhiều nhất là ở bên vòng ở bên biên giới, ở bên Texas đó. Cho nên câu trả lời là chính phủ Mỹ không có đi bắt mấy người di dân lậu. Tại vì di dân lậu họ tới đây họ làm những cái công việc mà người dân địa phương không ai làm. Làm chẳng hạn như công việc nghề nông, với lại lợp nóc nhà đó các bạn. Đó, thì bây giờ mình đảo ở đây mấy một vòng nè các bạn thấy. Có cái xe của cảnh sát. Mã số là C6. Nè, các bạn thấy xe cảnh sát đậu đây không? Đậu đây để giữ trật tự đó. Nè, ngay ngón tay mình chỉ nè, cảnh sát nè. Đậu ở đây giữ trật tự. Giữ trật tự mấy cái người di dân lậu nè các bạn. Cảnh sát đâu có được quyền tới hỏi giấy tờ bắt người ta đâu. Đó, thì trong cái lúc mà mình mới chỉ cái ngón tay vô cái xe cảnh sát đó, thì có một cái bạn bên tay trái giơ tay lên xin việc làm.
mình muốn vừa kể chuyện mà vừa quay thực tế, có cái bằng chứng cho bạn thấy, để trả lời cho cái câu hỏi của bạn đó là chính phủ có một cái chiến dịch bắt người di dân lậu. Câu trả lời là không, tinh dịch. Có những trường hợp mà một vài trường hợp nhỏ thì người ta đem ra để người ta bắt một vài người để mà người ta gửi cái thông điệp về cái vận động tranh cử cái chính sách di dân lậu. Nhưng mà những cái người mà người ta bắt á, là những cái người này có dính líu với tội phạm. Ở trên nước Mỹ hiện tại bây giờ đó là có khoảng chừng 10.000 tội phạm trong cái băng đảng nó tên là MS-13. Thì người Mỹ người ta gọi cái băng này đó là cái băng MS-13. Nếu mà bạn hỏi người dân Mỹ mà băng đảng MS-13 đó là ai cũng biết. Cũng giống như ở bên Nhật mà bạn nói với cái băng mà chặt xa cù vậy đó. Mà cái băng nhóm mà xã hội đen của người Nhật mà họ xâm mình đó. Đó, nếu mà bạn hỏi băng nhóm mà xâm mình ở bên Nhật đó, là người Nhật ai cũng biết. Thì ở bên Mỹ có hai băng nhóm, nhưng mà cái băng nhóm mà mạnh nhất á, băng đảng đó, mấy người này là di dân lậu từ Nam Mỹ, Trung Mỹ, rồi ở Mỹ, rồi có một số người Mỹ, có một số người Canada. Đó, thì nếu như mà chính phủ mà muốn bắt và trục xuất á, là người ta đi bắt mấy cái người đó trước, chứ người ta không có đi bắt mấy cái người dân bình thường. Đó, thì nếu mà chính phủ người ta có một cái chiến dịch, người ta đâu có cần phải đi đâu mà có chiến dịch các bạn. Người ta chỉ có tới những cái địa điểm như thế này, hay là người ta đi xuống mấy cái chỗ mà làm ruộng, làm gãy, làm nông đó. 100% dân làm nông á, là dân bất hợp pháp không à. Làm nông là sao các bạn thấy những cái trái nho, trái dâu, hay là cái trái táo, cái trái cherry gì đó, họ dùng bằng tay họ hái đó. Đó là mấy cái người mà người ta làm nông á, người ta thuê mấy người di dân tới hái những cái trái dâu, trái nho đồ gì đó. Đó, thì ở bên Mỹ có cái băng đảng đó. Hiện bây giờ cái băng đảng này nó là băng đảng quốc tế MS-13. Thì cái băng đảng này nó có trên toàn thế giới, đó là nó có 50.000. Theo nước Mỹ, chính phủ Mỹ người ta thống kê có 50.000 thành viên. Tại Mỹ là có gần 10.000, từ khoảng 8.000 cho đến 10.000 thành viên của cái băng này. Những cái băng này công việc của họ là rửa tiền, buôn bán xì ke, bóp cóc, cướp bóc, bắt cóc. Đó, nếu mà chính phủ mà họ muốn trục xuất á, là họ đi tới, họ trục xuất cái mấy cái người mà trong cái băng nhóm MS-13, tiếng Mỹ gọi là MS-13. Đó,
Bạn nói người dân Mỹ mà cái băng đảng MS-13 là người dân Mỹ người ta biết, người ta nghe qua. Mà cái này không phải là cái băng này không phải là cái băng đòn mà chính phủ Mỹ thỉnh thoảng cũng có cái chiến dịch đi bắt mấy cái người này. Còn mà lâu lâu mà các bạn nghe những cái tin mà trục xuất một vài người đó, cái trường hợp đó nó có nhưng mà nó nhỏ, nhưng mà tại vì cái trường hợp đó nó dính líu với cái chuyện bầu cử người ta, cái ông mà ông đang đương nhiệm đó, ông muốn làm một vài vụ vậy đó là để ông có cái bằng chứng. Chứ không thôi cử tri người ta nói ủa ông Trump ông nói ông chống di dân lậu đồ này nọ mà sao từ ngày ông nhậm chức tới bây giờ sao không thấy ông có cái hành động, toàn là cái miệng của ông nói không à. Nhưng mà nếu ông có đi càn quét á, có đi cái chiến dịch đó là giống như mình vừa nói đó, là người ta sẽ đi bắt cái nhóm MS-13 trước. Còn mấy cái người dân mà đến đây hợp pháp đàng hoàng rồi đó thì họ không có đi bắt, không có trục xuất về như tin người ta đồn. Là cái bằng chứng đó là mình vừa quay cho các bạn thấy, có một xe cảnh sát đậu giữ trật tự mà mấy cái người di dân người ta biết lực, người ta đứng đứng bình thường, người ta không có sợ. Nhưng mà cái tâm lý á của mấy cái người mà di dân lậu ở nước Mỹ á, cái tâm lý á, lúc nào người ta cũng nghĩ á, là người ta sẽ bị trục xuất. Nhưng mà bạn nên nhớ đó, khi mà bạn nghĩ như vậy đó là tất cả mọi người ở lậu người ta đều nghĩ giống như nhau, đó là cái tâm lý. Thí dụ như bây giờ ở trên nước Mỹ là có 12 triệu người đang ở lậu. 12 triệu là trên mặt giấy tờ. Thì khi mà một người mà người ta có cái suy nghĩ á, là lúc nào người ta cũng sợ, có cái suy nghĩ trong đầu là người ta sẽ bị trục xuất, thì tổng cộng 12 triệu người này họ cũng đều nghĩ như nhau, là họ lúc nào họ cũng nghĩ là họ sẽ bị trục xuất. Đó là cái suy nghĩ tâm lý mà thôi. Còn mà nói về cơ hội mà ở lậu ở Mỹ mà bị trục xuất á, hiếm lắm. Tại vì nước Mỹ á, là người ta nổi tiếng về một cái nước nhân đạo. Mà người ta có cái chính phủ, người ta có cái chính sách ưu tiên cho mấy cái người ở lậu.